Chị chỉ mua giùm này giùm em đi, em bán không có lời. Để Phó Hòa kể cái chuyện này nó mới xảy ra ngày hôm qua nha. Nói có sách mách có chứng. Tối hôm qua thầy Chân Tạng với chú Trung Hải, hai thầy hai cho hai vị là đệ tử của Phó Hòa, hai vị coi như là đệ tử Úc tạm thời đó, chừng nào sanh nữa không biết. Thì được quý Phật tử chở đi chơi thì Phó Hòa cũng cho đi, tại vì mấy thầy lần đầu tiên đến đây và cũng có mấy bạn trẻ đã từng đi dự khóa tu. Hôm nay các bạn trẻ cùng gặp lại cho nên mời hai thầy đi, Phó Hòa cho đi. Tối về thầy trò nằm nói chuyện và mới hỏi mấy đứa tụi con đi chơi ở đâu. Đại khái cái chú thầy Chân Tạng mới kể câu chuyện. Thầy kể thầy mới nói là ngày hôm qua con vô một cái tiệm đó, họ bán mấy cái tượng Phật á, thì trong đó có một cái tượng Phật nhỏ nhỏ con xem. Thì cái bà bán bà ra bà nói cái tượng này 120 đô. Mà bà còn thêm câu nữa, bà nói đáng lý là giá gấp 3 lần đó, mà tại vì tôi thấy ông là người tu, tôi bán giá này. Thầy Chân Tạng ông đã search trên mạng rồi, ông biết cái giá nó hết trơn rồi. Cái thầy cầm cái thầy nói no thank you. À, cái thầy đi, cái bà giật lại, bà nói thôi tôi thấy thầy tu, tôi chịu lỗ, tôi bán rẻ 80. Mà thật cái đó có 20 à. Xong cái thầy mới nói vậy, xong cái thầy Pháp Hòa hỏi rồi sao, cái bà thầy mới nói con biết bà nói hớ với con đó, mà con cũng mua. Tại vì con thấy bà nói như vậy mà con nhìn vô cái tiệm con thấy chắc tiệm này ế dữ lắm. Thôi tội bà quá con mua. Mà thầy biết không, khi mà con nói con mua cái tượng đó rồi thì con thấy mắt bà rưng rưng nước mắt, tại bà hối hận rồi. Bà hối hận bà gạt thầy chùa. Đây em thêm mà nha. Thầy mới kể với bà thấy nó, con thấy bà rưng rưng nước mắt, nhưng mà 80 ngon quá, bán cho rồi, lời được 60 rồi. Xong cái bà để gỡ gạt, bà đi vô bà kiếm cái bao đẹp bà tặng con. Bà kiếm hoài không ra. Thôi con đành lấy cái giấy gói bình thường, cái bao bình thường, và con tặng cho một em trong nhóm.